cuối cùng trong chương trình lý thuyết. Sao thế? Có hẹn người yêu ạ? Hôm nay mình học bù một tiết mà. Hôm trước bù hai, hôm nay bù một. Cái bài về phần này học rất là nhanh. Giả sử một tổng thể gồm có k nhóm để kiểm định xem k nhóm này có tuân theo một dãy tỷ lệ P1, P2 cho đến PK hay không, thì người ta tiến hành kiểm định cặp giả thuyết soi H0 là k nhóm ở trên là tuân theo dãy tỷ lệ P1, P2 3 chấm đến PK. Cái này trông nó viết như thế nhưng mà cái phải đảm bảo là P1 cộng P2 chứ nó phải bằng 1. H1 là k nhóm này không tuân theo dãy tỷ lệ P1, P2 cho đến PK, có nghĩa là tồn tại một cái chỉ số y nào đó mà cái P nó khác với cái dãy tỷ lệ ở trên. Các quy trình làm bước thứ nhất là chúng ta đi chọn mẫu ngẫu nhiên gồm n là phần tử và mỗi phần tử chỉ được xếp vào đúng một trong k nhóm này mà chúng ta gọi O1, O2, 3 chấm cho đến OK, lần lượt là số phần tử rơi vào các nhóm 1, 2, 3 cho đến K ở trên. Nếu như H0 là đúng thì xác suất để một phần tử rơi vào nhóm 1, 2, 3 cho đến nhóm K lần lượt là P1, P2 cho đến PK với P1 cộng P2 cộng 3 chấm cộng PK là bằng 1. Khi đó số phần tử kỳ vọng theo K nhóm đó sẽ là, nghe đi, nghe điện thoại đi, thầy không muốn vì thầy mà hai đứa chia tay. Khi đó số phần tử kỳ vọng theo K nhóm đó sẽ là EI bằng NI nhân với N nhân với PI. Và như vậy chúng ta sẽ có cái bảng đi đầu vào học trường mình là đúng như này, cũng trình tự như không lường hết được đâu. Nhiều người chỉ nghĩ là mình chỉ học xong đại học là ngon lắm rồi, ra lấy chồng sinh con đùng một cái, bây giờ đến lúc đấy sinh con xong rồi chồng nó đi đâu đấy xong là bỏ luôn, tức là bảo tôi quyết chí lấy công việc lấy học tập lấp vào, thế là bắt đầu leo lên thạc sĩ xong rồi lại leo tiếp lên tiến sĩ xong rồi là giáo sư phó giáo sư xong rồi là ra đi. Chuyện đấy không biết đâu được, hoặc là vào cơ quan mà nó động viên, người ta động viên cho mình công việc nó cũng không nhiều lắm, nên đi làm cái công tác xã hội thì lại có tranh thủ vẫn làm thêm mà rồi học thêm thạc sĩ ở nghiên cứu sinh ấy, chuyện đấy là bình thường tháo gì cả. Nó vào cái, nó gọi là rơi vào cái mảnh đất tốt thì chúng có điều kiện phát triển. Có thể lúc trước mình chưa tập trung lắm học, mình vẫn mãi yêu mình không học, cho đến lúc đấy vì công việc hoặc là vì cuộc sống gia đình nó đẩy, gọi là dòng đời xô đẩy dẫn đến mình tiếp tục nghiên cứu tiếp, nó có nhiều cái không thể lường trước được. Nó viết như thế này thì chúng ta nhìn chúng ta có vẻ khó hiểu, nhưng mà cái dòng cuối cùng thực chất nó là lấy cái dòng 3 nhân với n sẽ ra dòng 4. Nhưng mà một số bài thì cái dòng 4 thì nó ra số đẹp, nhưng mà một số bài thì nó dẫn tới là số nó vẫn là thập phân, chuyện đấy là bình thường. Rồi sau khi tính trường này xong rồi thì chúng ta đi tính cái đại lượng chi bình phương. Chi bình phương thì bây giờ nó không có số dòng số cột mà nó chỉ có theo dòng thôi, cho nên nó sẽ tính là sigma
y chạy từ 1 đến k của ui trừ ei tất cả bình chia cho ei, thì cái thằng này nó sẽ tuân theo phân phối chi bình phương với k trừ 1 bằng tự do. Nếu h0 mà chúng ta tại mức ý nghĩa alpha thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết không nếu như vấn đề thức sau đây là đúng. Cái này kể cả làm tay mò bằng tay không có đề gì, chỉ có mỗi một tí sử dụng phần mềm thì nó không phức tạp như là số dòng số cột vừa lại có nhiều được chưa. Đi ra ngoài quá lâu không về phải trả giá 9 tuần đấy. Sau đây là ví dụ. Theo báo cáo tiểu tổng điều tra dân số 2 năm trước đây tại một tỉnh, tỷ lệ những cặp vợ chồng có một con là 15%, hai con là 55%, trên hai con là 30%. Sau 4 năm với những chiến dịch tuyên truyền, người ta muốn đánh giá lại hiệu quả của nó. Một cuộc điều tra ngẫu nhiên trên 500 cặp vợ chồng thấy có 100 cặp có một con, 300 cặp có hai con và 100 cặp có trên hai con. Với dữ liệu đã có thể kết luận được chiến dịch tuyên truyền làm thay đổi tỷ lệ sinh hay không ở mức ý nghĩa 5%. Cái bài này thì nói về thay đổi hay không thay đổi, nếu như biết được như thế thì cũng không giải quyết cái gì cả. Bây giờ ông chi hàng nghìn tỷ vào, cuối cùng là gì? Có thay đổi. Có thay đổi, những thay đổi tiêu cực thì chi tiền là chết rồi. Thì phải là thay đổi, sau đó chúng ta còn phải trả lời là thay đổi theo hướng tiêu cực hay là tích cực. Thì cái dự án này mới được nhân rộng. Như vậy là từ bài này chúng ta sẽ xử lý thế nào? Thì chúng ta sẽ làm như này. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên một trong 500 cặp vợ chồng, chọn ngẫu nhiên 1 trong 500 cặp vợ chồng. Thì như ở trong bài tập chúng ta kiểm tra cái bài toàn là trắc nghiệm đúng không? Hôm nào thì kết quả là rất dễ bị thiệt hỏng. Đầu tiên là chúng ta chọn ngẫu nhiên 1 trong 500 cặp vợ chồng. Chọn 1 trong 500 cặp vợ chồng. Sau đó chúng ta gọi P1, P2. Ở đây chỉ có 3 loại. Một loại là sinh 1 con, loại 2 con, loại trên 2 con. Gọi P1, P2, P3 lần lượt là xác suất để cặp vợ chồng đó có một con phải hai con. Phải trên hai con. Đấy là cái câu gọi này để nó mạo cho cái việc mà chúng ta thiết lập các khung các mục. Đồng chí kia lên học cái gì mà nhìn thấy phải chăm chú đi. Thầy nói rồi không phải không? À, cuối cùng là nói về gọi là giữ cái hình viên. Thầy
thầy nói rồi, kể cả em rất thích người ta nhưng phải có một khoảng để cho người ta yên lên, cái lúc yên lên đang ngồi học có thể làm. Tại sao nhắn tin với ông trả lời? Nó phải như thế thì gọi là tình yêu nó mới có một gọi chút hương vị, gọi là cái gì nhỉ, hơi ghen một tí. Ngồi thằng nào mà nhắn tin bắt không trả lời, lúc đấy bảo ngồi với thầy ta đang học cái này thôi cho ngồi ngồi đấy. Thầy giáo vừa nhắn xong không tin xem lại video clip xem đấy, cho nó xem lại cái video đúng lúc thầy đó. À như vậy là chúng ta có cái đoạn gọi này thì ta sẽ dẫn tới là cái cặp giọng huyết hát không là gì đấy, nó bảo giống như năm trước, giống như năm trước có nghĩa là gì, P1 bằng không phải tỷ lệ thì là 15%, nhưng mà quy về xác suất thì là 0.75, P2 là bằng 0.55 và P3 là bằng 0.3. Đây là H0. H1 là cái gì? H1 là cái gì? Bạn nữ ngồi bàn thứ 6 đang say đắm nhóm người trong máy tính. Nào, H1 là gì? Năm nay là đợt này là thông cảm với Covid thì phải kiểm tra ngẫu nhiên, còn tôi thấy không ghi chép gì cho bắn luôn. Đợt này còn nhẹ. Em có biết khác khác là thế nào không? Khác khác là bằng đấy, đọc cho cẩn thận. Ở giữa là cái gì? Em biết là P2, em bảo là P2 khác 0.55. Em có biết chấm phẩy là thế nào không? Nếu mà nói người chấm phẩy có nghĩa là cái người đi nó hơi bị nhảy. Thế còn nếu mà nói về đây chấm phẩy nó giống như là và hay là bằng? Trên là và, dưới là và. Học môn logic suy luận để làm gì? Phủ định. Phủ định của môn hội thì nó tương đương với tuyển các phủ định. Trên này nó chính là và này. P1 bằng cái này, và P2 bằng cái này, và P3 bằng cái này. Vậy nó là một tuyển học môn hội. Bây giờ phủ định của một hội thì nó lại phải là tuyển. Phủ định của một hội tương đương với tuyển các phủ định. Phủ định của bằng chính là khác. Phủ định của bà chính là hoặc hoặc nhé. Đừng để hôm nào mà làm trách nhiệm giáo viên danh bệnh cái chỗ này. Sẽ có một câu nếu như mà hỏi trách nhiệm nó có thể hỏi cái chỗ này là thành là từ bà khoanh nhỏ phát là đứt luôn. Ô đúng rồi, mặc dù không tập trung nghe bài lắm nhưng vẫn trả lời tốt. Nếu như bạn này mà chú ý học từ đầu thì chắc là phải 10 phẩy. Thế là sau H1 rất đơn giản. Rồi, sau này cũng là những thiết lập cái bảng. Là thiết lập cái bảng nhé. Đã thiết lập cái bảng này. Đây là một con này. Hai con này. Số con sẽ trên hai con. Cứ hôm nào mà nhìn chữ thầy áo đẹp mà hôm đấy bài nước mình tiếp thu bài rất tốt. Hôm nào chữ xấu chỉ tỏ mới đọc trả điều gì. Như vậy là nó chia được 3 lớp đúng không? Số quan sát, số quan sát đề bài cho là cái gì đây? Ô 1 là bao nhiêu? Trong đề bài cho bao nhiêu? 100. Tiếp tục 300, tiếp tục lại 100, cộng lại bao nhiêu? 500. 500 đóng vai trò đấy chính là N đấy. Dòng thứ 2 xong. Dòng thứ 3 là xác suất theo H0. Tức là P1 bằng 0.5, P2 bằng 0.55, P3 bằng 0.3,
tất nhiên cộng lại ở những đầu mòn dòng thứ ba đã xong. Dòng số 4 ví dụ này bài người ta có thể hỏi là hoàn thiện bài sau đây, nếu là trắc nghiệm thì chúng ta phải hoàn thiện bài sau đây, nó để chống dòng 3 dòng 4 thế nào thì mình không biết điền thế nào. Nghe cho rõ, lấy dòng 4 nhân n, à quên, lấy dòng 3 nhân n sẽ ra dòng 4. Bạn cứ đang cầm ba lô, trong ba lô đựng tiền cái bài mà giữ kỹ hoặc không học. Tính nhá, lấy dòng 3 nhân với n sẽ ra dòng 4. Đây là số phần tử kỳ vọng. Theo hát không? Đây chính là E1. E1 bằng N nhân P1. 0,15 nhân với 500. Đúng rồi, giỏi lắm. E2 bằng N nhân P2. Ôi trời, thích xong tính nhanh nhé. Em nhầm ạ. Đối với những con số đơn giản thầy nói rồi, các em phải tập kỹ để làm sao mà các em sau này ngoài 20, 30 lấy chồng sinh con à, còn cái số này là nó khóc nó quấy rồi, nhiều người đẻ ra ấy 3 năm 2 chú, 3 năm 2 là bình thường. Ví dụ những cô nào mà sinh cái chồng sợ mất 3 năm 2, thậm chí 4 năm 3 nữa, xấu xấu thì thôi không nói gì, sinh đồng giữ ở nhà đi cung 3 năm 2 nữa. Nó học giỏi không sao, nó nghịch vợ rồi suốt ngày giáo viên gọi đến các thứ là rất dễ stress. Chồng đi làm sáng đi tối về 11 giờ 12 giờ đi về à, uống rượu uống chè các thứ, lúc đấy là nó sẽ bị trầm cảm sau sinh. Thế thì làm thế nào, không cẩn thận là còn bị cả mất bệnh mất trí nhớ. Thế thì để luyện cộng trừ nhân chia đơn giản, cộng trừ đơn nhân chia đơn giản để nó tránh cái bệnh. Tiếp tục E3, nếu như ai đó mà chẳng hạn đúng như thế nó nói này thì bảo nó đọc một cái này thì nó nói tin bạn chứ à, bao nhiêu 150 rất là dễ dàng, cộng lại đương nhiên nó vẫn là 500. Tất nhiên là số này cái con số 500 nó rất là đẹp, nhân cái con số này nó là số nguyên dữ, còn trong một tình huống một số kịch bản này nó có thể ra cái số này có phải cả lắm hay gì. Thế là thì bước này là được giải quyết xong, sau đó thì nên tính chi bình phương. Chi bình phương cái này chỉ những người học trực tiếp thì quan sát và thực hiện được không? Đôi khi nó lại như vậy. Chi bình phương theo công thức thì nó bằng sigma y chạy từ 1 đến c, và trong này là lớn 3 của O I trừ E I, tất cả mình chia cho E I. Như vậy thực chất của chúng ta là đây ở trên đấy, nó chính là dòng 2 trừ dòng 3 và dòng 2 trừ dòng 4. Như vậy đó là 100 trừ đi 75, tất cả mình chia 75 chia 75. Đây là cái dòng 2 này này, dòng 2 trừ đi dòng 4 này, dòng 2 trừ dòng 4. Nhớ được cái quy luật sau mà nó bắt tính ra thì tính hết bằng 2 sinh bằng 4. Tiếp tục bao nhiêu nhỉ, 300 chỉ 275 tất cả bình trên 275, cuối cùng là 100 chỉ 150 tất cả bình trên 150. Cái con này chỉ như là 25, 25 bình trên 75, con này là 25 trên 275, con này là 50 trên 50 bình nhân, cộng 50 trên 150. 25 nó giải quyết cái tổng hợp nhanh, 25 phần 3, con này cũng giải quyết được, vân 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 vân, như vậy là xấp xỉ bạn.
trong máy tính thì lâu nhất 27,273 27,27. Tức là gì? Số thập phân vô hạn toàn bạn 27,27,27 nó làm tròn 27,23. Sau khi lấy xong rồi thì với mức y alpha bằng 0,05 ta bắt quả không nếm. Chi bình phương lớn hơn chi bình phương k trừ 1 phải là mai. Trong đó chi bình phương chúng ta tính ở trên là 2,27. Còn ở dưới là chi bình phương k trừ 1 alpha thì chính là chi bình phương 2,05. Tra bảng hoặc là nếu các em đi đầu vào học thì lúc đấy là cũng phải tra bảng. Còn nếu sử dụng phần mềm thì là IGM làm tra được bảo mật 1-0.05 và tự do của nó là số 2 tổng mặt bằng bao nhiêu phần mềm hay số mặt thế là xong. Chúng ta tính ra được là nó cái còn chi bình phương ấy tra bảng hoặc là tính bằng phần mềm thì nó bằng 5,991. Bên trái của chúng ta là bằng 27,27 mãi mãi. Cái slide trước mặt thì là chỉ ghi tóm tắt thôi, chứ còn có một số thao tác tính phụ thì đã không được ghi ở slide mà được ghi viết trực tiếp vào trên bảng. Đấy là lý do tại sao phải học trực tiếp, nó khác với học gián tiếp. Anh nào đi trực tiếp thì anh có thể có chép đầy đủ, trình bày nó gợi như này. Như vậy ta thay số vào bất đẳng thức ở trên. Ở trên thì là phía trái thì là 27,273 vân vân, 27,277 mãi mãi. Trong khi phía phải của chúng ta chỉ là 5,991. Thay vào bất đẳng thức trên là đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng hay sai? Bên trái là 27,27 mãi mãi, trong khi bên phải là chỉ có 5,991. Thay vào bất đẳng thức đúng, do đó chúng ta bác bỏ H0, chấp nhận H1, có nghĩa là tỷ lệ các hộ sinh con một con, hai con và nhiều hơn hai con đã thay đổi so với trước. Tức là cái chiến dịch tuyên truyền của chúng ta nó đã làm cho cái việc thay đổi tỷ lệ sinh này. Nhưng một vấn đề đặt ra là cái sự thay đổi đấy là tiêu cực hay là tích cực? Tiêu cực hay tích cực? Và làm thế nào biết được là nó tiêu cực hay tích cực? Chứ đừng có nghĩ là cái chương trình sinh đẻ kế hoạch mà chúng ta bảo là chắc là nó phải tiêu cực, tích cực. Không phải, chưa chắc. Chiến dịch tuyên truyền của ông chỉ cần ra một cái chính sách nào đó, ông nhỡ mồm ông nói một cái thì con dẫn đến kết quả của nó phải như rất là khủng khiếp. Chiến dịch tuyên truyền mà đi cái chiến lược mà đưa nhầm một phát nó dẫn tới hậu quả khôn lường, không phải đơn giản. Căn cứ vào cái bảng ở bên trái tay trái của các em, đúng rồi, tay trái của em, hãy trả lời cho thầy giáo là cái thay đổi này theo hướng tích cực hay tiêu cực, và phải giải thích chứ không trả lời theo kiểu azo lung tung. Sự thay đổi này có hướng xu hướng là tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực hay tích cực? Sự thay đổi này theo hướng tiêu cực hay tích cực? Lê Thúy Ngân,
bạn em ạ. Cho nên câu trả lời là hôm nay vắng nhé. Tại sao tích cực? Sự thay đổi lại có hướng tiêu cực à, tích cực tại sao? Cứ dự án nào mình tiến hành thì nó tích cực đúng không? Không trả lời được câu hỏi, không trả lời được câu hỏi tính bắn nhé. Mục tiêu của em là 9 tuần hay là 18 tuần? 9 tuần bây giờ không trả lời được cái thế nào đi thi sao được? Trần Hữu Quang Long. Tích cực thì đúng rồi. Chiến dịch tuyên truyền này chẳng có ai không nói là chiến dịch tuyên truyền của tôi không thích là tiêu cực cả. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là phải giải thích chứ nào. Em có biết tại sao nó tên là chi square không? Tức là chi bình phương không? Tính ra lúc nào nó cũng dương. À. Không bao giờ nó ra âm cả. Bởi vì trong cái biểu thức của chúng ta ở kia là OI trừ EI tất cả bình. Lúc đấy con trên tử bao giờ cũng dương. Cái con mẫu EIG đây là số thôi. Từ xác suất nhân với N lúc nào nó cũng dương. Câu giải thích chưa được. Thế Quang Long kế hoạch là 9 tuần hay 27 tuần? 9 tuần. Căng nhỉ. Thế bây giờ mình suy ở ngoài tí nhé. Thế bây giờ làm thế nào để biết tích cực hay tiêu cực? Thì bình thường nó là bình thường, nhưng bây giờ nó là tích cực thì cái số hộ gia đình mà sinh hai con trở lên muốn đánh giá tích cực thì nó phải tăng lên hay giảm đi? Bạn bảo cũng tùy. Tôi không đang bảo là muốn xu hướng tích cực. Ừ. Câu trả lời đi hay đấy, xứng đáng là 18 tuần. Phạm Thị Hòa Hà em ạ. Mẹ em tên là Hoàng, họ mẹ là họ Hoàng. À, thế thì tên người yêu cũ của bố là gì? Không nói đúng không? Lúc nào hai bố con ngồi bình tĩnh tâm sự xem là bố ngày xưa bố có yêu ai ngoài mẹ không? Trước khi yêu mẹ, vân 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 vân. Một lúc sau bố nhưng mà phải chuốc rượu cái trước. Xong rồi lộ ra tên người yêu cũ, tính tên là Hoàng chết dở. Mình hay có tính chọc ngoáy nhưng mà để tình cảm bố mẹ bố con nó thân thiết hơn. Đấy. Mấy khi bố về nó bắt đầu nấu cơm rồi làm một cái món ngon phục vụ rượu bố đây, con gái rượu bố đây, mời bố ăn xong rồi chuốc một vài chén rượu xong tí mới hỏi. Rồi. Cứ từ câu chuyện từ lúc ra người yêu cũ bố tên là Hoàng thật chết sợ. Ta nói là chuyện vui đi nhé, tối lại về lại nghĩ làm thật, rồi lúc lại bố con lại đánh cãi, à quên lại cãi nhau lại bảo là tại thầy Tần chuyên ra họ kia. Bây giờ em trả lời câu này như nào? Sự thay đổi đó là có, vấn đề là tiêu cực hay tích cực và giải thích như thế nào? Thì trong bài này thì các bạn đi trước em đều trả lời là tích cực. Nói chung đã là cán bộ mà làm điều tra dân số, chả ai người ta nói rằng
là cái đề án dự án của tôi là tiêu cực cả, kết quả là tiêu cực cả. Cái tiêu cực thì lần sau nó đừng hòng xin được tiền và làm dự án. Nhưng vấn đề là mình phải đánh giá xem là nó tích cực cái tiêu cực như nào. Thì thông thường mà muốn đánh giá tiêu cực cái tích cực thì nó có hai loại. Một loại là chúng ta bám vào cái chuyện là số hộ gia đình sinh trên hai con thì nó tăng lên hay nó giảm đi. Thì muốn muốn mà nó tích cực ấy, thì số hộ sinh hai con trở lên là tăng lên hay giảm đi? Giảm đi đúng không? Thế mà có thằng nó bảo là tăng lên. Bây giờ chúng ta nhìn nhé, nếu như giống như những năm trước, giống như năm trước đây này, nếu như giống như cũ thì số hộ sinh hai con trở lên trên hai con ấy 150 hộ, nhưng trong thực tế chỉ có 100 hộ thôi, như vậy nó ít đi 50 hộ. Như vậy là tiêu cực kinh tích cực. Ta vẫn không hiểu. Không hiểu thôi. Người đâu mà nói vậy mãi không hiểu. Bây giờ bảo biên kem nhé, gật đầu hiểu ngay. Chết giả. Ở đây chúng ta đang nói về sinh đẻ của kế hoạch. Nếu như số vật được kỳ vọng, tức là nếu như nó vẫn giống như năm trước thì số cặp vợ chồng sinh trên hai con phải là 150 hộ, câu này được rõ chưa đấy? Nhưng trong thực tế thì điều tra chỉ có 100 hộ thôi. 100 hộ này so với 150 là thế nào? Nó ít hơn hẳn 50 hộ. Thế là tiêu cực hay tích cực? Tích tiêu cực ấy. Tích cực là tích cực, tiêu cực là tiêu cực. Đấy. Tiêu tích cực. Sau đấy, giải thích sau đấy. Có đánh giá sinh đẻ kế hoạch thì nó chỉ có tế thôi, nó còn như thế nào? Tất nhiên khi cái thằng này nó giảm đi thì thằng này nó sẽ phải tăng lên, một trong hai thằng này nó tăng lên, thậm chí có hai thằng này nó tăng lên, nhưng mà mình bám chủ yếu là trên hai con giảm đi tới 50 hộ, thế là tích cực quá. Thì nếu vẫn giống như những năm trước thì phải là trong 400 cặp hộ điều tra này phải có 150 trong 500 thì phải có 150 hộ gia đình trên hai con, nhưng trong thực tế ta đi điều tra nó chỉ có 150 không, quên, nó chỉ có 100 hộ đâu. Thế như vậy là nó thay đổi tích cực đúng không? Đúng chưa bạn Quý Nhân? Như vậy em xứng đáng là bác đúng không? Rồi, cảm ơn. Rất bất ngờ, thật tình cờ mà thật bất ngờ.